Xin chào quý khán giả đến với kênh Khám Phá Phép Hoa. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho bạn món gà xào mãng châu. Để thực hiện món này chúng ta cần một con gà và ớt chuông đỏ, ớt chuông xanh, ớt chuông vàng, hành tây, hành lá. Hương liệu gồm có gừng bầm, hành tím bầm, tỏi bầm. Ngoài ra còn trứng gà và bột năng và các gia vị thông thường. Tiếp theo mình phi lê gà. Chặt bỏ hai chân trước ha. Rồi mình lấy lại cái phô câu để cho mình trang trí. Rồi bắt đầu mình lấy cái phần xương ra ha. Rồi đi xéo xuống. Rồi tới phần này mình bẻ cái đùi. Rồi bên này tiếp theo rồi, mình đi phía bên đây ha. Rồi nắm ngay cánh đi xuống, xéo xuống. Rồi tới phần này nắm cái đùi, bẻ khớp, tháo khớp ra. Rồi còn phần thịt này mình lấy ra luôn ha. Rồi, phần xương này chúng mình nên lấy nấu nước dùng để mình xào. Rồi bắt đầu mình rút xương ra. Rồi tay trái nắm cái đầu rồi ha. Rồi tay phải cầm gạt đi xéo xuống ha, đi xéo xuống. Rồi cái phần này các bạn cạo cái. Rồi lấy cục xương, xương đùi ra. Rồi mình lấy được miếng ha. Rồi tới phần bên đây. Rồi sau khi rút xương da xong rồi, mình bắt đầu cắt hạt lựu. Rồi bắt đầu mình da thịt ha, da hạt lựu. Rồi bước tiếp theo mình ướp gia vị sơ con gà. Mình cho 2g bột ngọt. Rồi trộn đều lên. Rồi mình cho cái chồng trắng trứng gà. Rồi sau khi trộn trứng gà lên mình cho khoảng 15g bột năng. Rồi sau khi cho trộn bột năng vô, các bạn cho khoảng 10g dầu ăn vô. Rồi xong xuôi phần ướp là mình đã hoàn tất rồi ha. Rồi bước tiếp theo mình cắt cho ghim để mình xào. Rồi mình lấy nửa trái ha. Rồi
Rồi, các bạn cắt hình vuông ha. Rồi. Rồi, mỗi thứ các bạn cho khoảng 50g thôi. Rồi, tới ớt chuông vàng. Các bạn cũng cắt giống vậy luôn ha. Tới ớt chuông xanh. Bước tiếp theo mình cắt hành tây. Rồi, bước tiếp theo mình cắt hành lá để mình xào. Hành lá các bạn cắt xéo đầu hành lá. Rồi bước tiếp theo mình nông gia vị. Muối mình cho 3g. Rồi bột ngọt mình cho 10g. Rồi bột thịt gà mình cho 20g. Rồi đường mình cho 10g. Dầu hào mình cho 20g. Tiêu mình cho 2g. Dầu mè mình cho khoảng 5g. Rồi cái này có nước dùng, hồi nãy mình lấy cái xương gà mình nấu với 1 lít nước. Bây giờ mình cắt lại còn 400. Rồi mình pha cái gia vị hồi nãy mình mới cân. Rồi mình cho 10g tương ớt vô cho nó màu đỏ lợi với có vị cay nhẹ. Tiếp theo mình chiên gà. Rồi trước tiên mình thả cái cánh trước cho nó chín trước ha. Rồi với cái đầu. Dầu, cái dầu mình không cần nóng quá, cái dầu của mình khoảng 120-130 thôi. Rồi bắt đầu mình chiên gà ha. Cái phần gà này thì các bạn phải lưu ý, các bạn lướt dầu nhẹ chiên nó vừa chín thôi, không cần phải chín quá. Dầu mạnh quá nó chiên nó khô, nếu mình xào gà ăn nó không có mướt, thì cho nên lướt dầu nhẹ ha, khoảng 130 độ thôi. Rồi nó vừa chín mình lấy ra. Rồi một chút mình còn xào nữa. Rồi bắt đầu mình xào gà, trước tiên mình đốt chảo nóng lên. Rồi chảo nóng lên mình múc dầu mình chán chảo trước. Rồi bắt đầu mình xào, mình hạ lửa nhỏ lại chút xíu ha. Rồi mình cho khoảng 5g gừng, 10g tỏi bầm, 10g hành tím bầm. Rồi mình xào nhẹ lửa cho thơm trước ha. Rồi bắt đầu mình cho hành, đầu hành lá vô xào trước ha.
Rồi. Rồi sau khi thơm rồi mình bỏ tất cả vào ha. Mình bắt đầu cho sốt vô, cho vừa đủ thôi ha, cho khoảng một giá. Rồi các bạn cho khoảng 1 phút 2 phút cho nó thấm gia vị chứ. Rồi sau khi cái xào các bạn đã thấy nó vừa thấm gia vị rồi ha, các bạn cho miếng bột năng vô. Đó rồi bột năng mình cho pha miếng nước vô, bỏ nhẹ thôi cho tạo độ sánh nhẹ thôi ha. Rồi. Mình không cần cho nhiều quá nó đặc quá. Sau khi đủ độ sánh rồi phải không, các bạn cho tí dầu ăn lên cho tạo độ bóng. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành món gà xào Mãn Châu. Mời quý khán giả cùng thưởng thức. Rồi món gà này ra với mình cắn vô thì nó vừa chín tới vừa mềm mà có vừa mùi thơm nó mướt. Còn cái ghim thì nó vừa chín tới, có tạo nét đặc trưng của món gà xào Mãn Châu. Hẹn gặp lại quý khán giả vào chương trình kỳ sau. Tạm biệt.